hai ngày ở đây mình đây thì bây giờ mình sẽ xin phép cô chú và bà mình đi cả nhà. Ở đây chào bà nhé. Bà ơi, con đi đây bà. Cảm ơn bà nhé. Đi bằng em. Mày ngay em đi. Mày ngay em với nha. Mà không biết. Đi rồi ra. Vâng, bây giờ con đi đây. Bye bye nha. Nhá. Con bà đấy nha. Chú ơi chú. Con xin phép chú con đi luôn đi ạ. Con cảm ơn chú nhiều nha. Con mời mình ăn nha. Dạ. Cảm ơn chú nhiều ạ. Cho cái số của mình một tháng này mày xử đây thôi. Cho ai? OK mọi người, vậy hôm nay thì mình sẽ tiếp tục từ cái chỗ quán tạp hóa Đức Bảo này cả nhà. Tối hôm trước mình ở đây này, bây giờ thì mình sẽ di chuyển từ đây đi luôn. Thằng cô em xử nó thế mình. Rồi, em giờ nhá. Dạ. Chúc anh khỏe nhá. Dạ. Chúc anh đi mày khỏe nha. Hôm nay thì trời nắng cả nhà, nhiệt độ là 24 độ. Đi qua, thấy anh đi thì thấy anh chạy nước về đi đường. Thật sự là rất là nặng ấy, thì em chỉ xin anh một hộp sữa thôi. Nhưng cần gì nhiều nặng nhỉ? Ok, cảm ơn anh nhiều nhá. Rồi anh. Hai này muốn dùng sữa mình cả nhà. Nhưng mình chỉ xin một hộp sữa thôi. Cảm ơn anh rất nhiều nhá. Bên này là làng văn hóa Nam Sơn này. Đối diện làng văn hóa Nam Sơn có một cái lối vào nhà của sư này. Của sư này. Chỗ này là cây xăng khối P1 Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bây giờ tiếp tục di chuyển, mình ghi vị trí này lại để bao giờ quay lại xử thì mình sẽ nhớ. Hôm nay trời nắng to quá cả nhà. Cái khu thị trấn Nghèn này phát triển thật đấy cả nhà, đường phố mọi người đi tấp nập luôn này. Phía bên phải cả nhà đây là công an huyện Can Lộc nhỉ? Công viên Can Lộc cả nhà ơi, chào mừng năm 2021 nhỉ? Đẹp quá nhỉ. Tượng đài cả nhà ơi. Wow, trời rộng thế nhở. Wow, dòng sông đẹp quá cả nhà ơi. Xin chụp anh em tấm ảnh. Ok, chào anh em nha. Chào anh em. Có những thứ mà đi xe không bao giờ để ý, nhưng đi bộ mọi người sẽ nhìn thấy này. Hoa đẹp chưa? Cái này là hoa ngũ sắc cả nhà nhá. Ở dưới là ai yên bình chưa? Chỗ này đẹp quá, mình sẽ ngồi đây mình nghỉ ngơi cả nhà. Đang ngồi ở gốc cây hay mới thấy như này đến thăm hòa cả nhà. Chúc mừng mọi người tới với chùa Phương Tích này. Đây là đường vào cả nhà ơi. OK cả nhà nhá. Bây giờ là 12 giờ hơn rồi, thì mình sẽ di chuyển vào đây để mình xin làm việc phụ bàn rửa chén rửa bát xong rồi đổi lấy cơm ăn nhá. Dạ. Bác. Bác ơi, con xin giới thiệu một chút thì con tên là Hoàn. Con đang trong cái chuyến đi bộ xuyên Việt từ Nam ra Bắc đấy bác. Và hôm nay con muốn tới đây là con xin phụ bác bán hàng làm việc để đổi lấy một phần cơm ăn. Sau đó con đi di chuyển tiếp đấy. Ok, như thế nói với chú đi. Đến nhà bạn ấy cùng nhà hàng thì mới mơ. Dạ. Các khách cùng bạn lắm. Thế nên như thế mơ chủ ông được cái chỉ đòi chứ cái cùng. Còn mà cái người công nhân họ làm con đơn ăn cơm chứ không có quà. Con có thể giúp bác live stream bán hàng rồi để mọi người tới đây. Thì đổi lại là con xin bác một phần cơm ấy. Thì để ra chú không được chứ ăn cái chỉ tâm tàn mà thì ăn với nhà bạc mới mở hàng nên nó vẫn hay lắm. Thế còn là được không mấy người công nhân ăn cơm xong rồi đó. Con có thể giúp bác quảng cáo marketing thương hiệu nhà bác lên. Trời ơi, quảng cáo chi tiền cũng phải có cái là bạc đứng mới khởi đồng chứ nó cũng chỉ còn chi để đấy đâu. Như thế này mới chú không được thì có thể là con ý là con làm việc để đổi lấy cơ bạn ạ. Con xin một phần cơm ăn trưa này ạ. Cơm ăn thì dạ.
cơm thì mà có quả thì ba là cơm cái gì tầm tầm nhưng mà chưa ăn được mà à, chứ mày lên ơi chứ mày lên cái đỉnh lái dính là chứ không biết cái gì hết á. Chú ơi, chú ơi, nếu chú chủ quán đó với bà chủ quán đó. Cái chú là đó. Ông cũng về điện thoại đó, không hiểu cái này nó chú. Hỏi chị ạ. Hỏi chị ạ. Hello chị, em tên là Hoàng, em đang trong chuyến đi bộ là từ Nam ra Bắc ấy chị. Mà trong túi của em là không được cầm tiền. Ý là không mang tiền trong người ấy chị. Em muốn tới đây là em xin chị là có thể là rửa bát, quét nhà hay là làm bất cứ thứ gì để chị cho em một phần cơm rồi con. Em làm xong em di chuyển tiếp ấy. Ôi, Úc Phương ơi, làm cho chủ có phần cơm đấy. Cảm ơn chị nhiều nha. Nhưng mà em ăn sau là phải có việc cho em làm nhá, rửa bát cắt nhà nhá. Hôm nay thì mình được ở trong đây làm việc phải đổi ăn cả nhà. Mấy bạn tới đây thăm mình này. Đây mấy anh em đây này. Cô uy tín như này, à cảm ơn cô nhá. Cái thứ này cô. Thế cô rồi đi thay quần áo cả nhà ơi. Không biết làm gì nữa. Cái tươi quá. Công việc rất đơn giản cả nhà. Chỉ có tới ăn và chụp ảnh thôi. Cái tươi này, cái tươi này. Cười. Thị xã Hồng Lĩnh kính chào quý khách cả nhà ơi. Thực sự với anh em là trời là nắng đến nỗi mà nó chảy cả nhựa đường ra ấy. Mình đi như này mình vẫn ngửi được cái mùi nhựa đường nó chảy cho anh em ạ. Nắng thật đấy. Wow, có chị cái cho mình nhãn này. Cảm ơn chị nha. Bình thường vòng xuyến người ta trang trí bằng hoa. Còn riêng ở đây vòng xuyến trang trí bằng 7 hoa camera. Hello anh em nhá. Có nhãn ăn này. Mời ở nhà nhá, ăn xong chạy bò tiếp. Hello cả nhà, có mấy bạn tới đây thăm mình này. Anh em đâu hết rồi. Xin gái quay lại cười cả nhà cái này. Chân tên. Cảm ơn các bạn Hà Tĩnh nhiều nha. Dạ. Ôi. Mẹ đang có là vì đi mẹ có đứa con ở Nhật Bản. Theo dõi con. Ừ. Đã đúng con đi qua đây. Để có đi qua để gửi cho con. Càng con. Con của cô ở Nhật Bản hả? Vâng. À, con cô con gái hay con trai hả? Con gái. Con gái à? Bạn sinh năm bao nhiêu hả cô? Sinh năm 98. Cả nhà ơi, cô là Nguyễn Thị Khóa. Còn có một bạn xinh gái tên là Nguyễn Thị Trang. Đúng ở bên rồi. Nhật Bản. Đúng rồi. Sinh năm 98. Có tặng mình bánh này cả nhà ơi. Tặng bánh đứa con. Cảm ơn cô nhiều nha. Trời, đấu làm rồi. Cái đó rồi à? Con xin chụp với cô một tấm ảnh nhá. Cô tấm ảnh, cứ có đứa cô lên. Ái bịt. Đây à. Mà mấy người anh em này là không nói được cả nhà, không nói không gì được. Tới vẫn tới thăm Hoàng, cảm ơn rất nhiều nha. Sức khỏe. Khỏe.
hai bạn đấy là làm sao. Nhưng mà tiếp xúc một lúc thì mới biết là hai bạn đấy là thương vãi trưởng này. Hôm trước thì hôm tối qua thì mình có gặp một bạn không đi, bạn ấy đi không được ấy, bạn ấy kia đi crack ấy, bạn cũng xuống xem mình thì rất là quý bạn. Hôm nay thì mình lại gặp hai bạn đấy, cũng không nói được, cũng không nghe được. Và chúc hai bạn sức khỏe. Mời cả nhà ăn bánh nhá, bánh này, xong rồi được ngắm view cánh đồng này. Wow, đẹp thế. Vui không? Vui không? Vui vui. Vui à? Vui. Vui. Anh người ở Hà Giang không? Anh người Nam Định. Chúng ta hành kỷ niệm nhá. Vui vui vui. Chuyện bắt tay cái. Ôm cái. Trời quá. Rồi cùng. Ôi anh Dương thì chuẩn bị đi nhỉ. Từ lên. 1, 2, 3. Xin chào mọi người đi. Xin chào tất cả mọi người. Ok. Hello bro. Ok. Tao được biết. Chào mọi người đi con. Chào mọi người. Cái điều mà mình cảm nhận được ở thị xã Hồng Lĩnh ấy, đường phố rất là sạch đẹp, tuyệt vời. Chào mừng mọi người tới với giáo sư Tiếp Võ. Anh tên là gì vậy anh? Anh Hưng. Ở đây đang ở đâu rồi anh Hưng? Ở đấy là thị xã Hồng Lĩnh em. Anh theo dõi em ở đâu ạ? Anh sau đây thì anh theo dõi em trên TikTok, trước đây thì anh chửi anh theo dõi em trên YouTube. Ngày em bắt đầu từ khởi hành từ ở trong tờ báo á. Ôi, anh xem rất là tờ đấy cơ. Anh xem sau này nhưng mà anh xem lại. Được em đi, anh xem những người đi bộ anh rất là ngưỡng mộ. Dạ. Em vướng anh Giáp á. Dạ. Mấy người đấy anh. Anh có cảm nhận sao về cái hành trình của em? Anh thấy rằng anh nghĩ rằng là một người là nếu mà có cái ý chí rất là lớn mới thành công, thì mới có thể đi một cái hành trình nó rất là vất vả mà nó gian nan và nó dài như vậy. Thực sự là rất ít người có thể làm được cái điều đấy. Phải có ý chí mạnh đúng không anh? Mà những cái gì mà anh ăn những cái gì mà ít người làm được thì đó mới là những người có ý chí lớn và những người có quyết tâm và những người đặc biệt. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh rất thiệt là đáng lắm. Nhưng chắc là em đã tiếp tục hành trình đúng không? Dạ. Chứ nếu mà bây giờ mà nếu mà hơi buồn buồn thôi thì có thể anh cùng với em vào nhà anh chơi. Anh nghỉ tối nay. Nếu mà em còn ở đây thì có thể là... Chắc là em xin phép anh là chụp anh cho anh kỷ niệm rồi em đi tiếp. Bởi vì chắc là chưa cũng đang buổi tối hơi thẳng giờ đúng không? Dạ. Thì em còn tiếp tục cái hành trình của mình đúng không? Ok. Rồi ok, cảm ơn em. Anh chào mọi người đi anh. Xin chào mọi người nha. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Đi thẳng đến thành phố Vinh 18 cây cả nhà ơi. Hãy biết ơn những cái gian khổ mà bạn đã trải qua, vì nó sẽ khiến cho bạn mạnh mẽ hơn. Hoàn chuẩn bị tới với Nghệ An rồi. Xin chào em Nghệ An nhá. Chỗ này là khu công an Hồng Lĩnh cả nhà ơi. Đường số 3, con Trung. Chỗ này là cái vòng xuyến này cả nhà. Đây. Và bây giờ mình sẽ đi thẳng đường này để đến với thành phố Vinh ở nhà nhá. Ok, xin chào. Thôi. Sao với anh chạy ở đây hả? Xin chụp anh em tấm ảnh nhá. Thôi anh ạ, em đen lắm. Đen á? Cảm ơn em nhiều nha. Ok. Sao là sao mà run vậy? Hả? Cảm ơn em nhiều nhá. Ok. Bạn ấy ra cho mình cái này rồi, xin kêu cảm ơn bạn rất là nhiều.
thực sự là lúc mà xem lại video này anh em ạ, cảm thấy hơi tiếc. Nếu mà biết là nếu anh biết là em ấy thì anh sẽ không ôm một cái ôm hờ hững như vậy đâu. Mà lúc đấy một tay cầm cái hộp nước yến em cho, một tay cầm cái điện thoại nhé. Nhưng mà thôi, nhớ nha, cho dù chuyện gì có xảy ra chăng nữa ấy, thì cuộc đời chứ, cuộc đời mình có thể chọn khóc hoặc cười, do mình chọn. Cho nên ấy là hãy chọn cười nhá. Có duyên sẽ gặp lại. Gặp lại thì anh gặp lại lúc đấy thì tháo khẩu trang nhá. Và lúc đấy thì sẽ ôm một ôm thật chặt, chứ không ôm hờ hững hờ như vậy đâu. Ok, và bây giờ tiếp tục xem tiếp nha. Tại trời nắng quá, nặng quá ấy, nên là mình tặng mấy anh công an lốc sữa, còn mình lấy là mình lấy một hộp thôi. Cảm ơn bạn xin giải nhiều nha. Cả nhà ơi, bây giờ Hà Nội chỉ còn 310 cây thôi. Ok, tiếp tục di chuyển nhá. Chai Hà Tĩnh đây anh em, đẹp trai chưa? Đi tiến luôn. Hội đồng nhân dân ủy ban xã Hồng Lĩnh cả nhà ơi. Cả nhà cho hỏi trên kia có phải là tượng đài nghĩa trang liệt sĩ không ạ? Chào mừng mọi người tới với doanh trại quân đội Việt Nam. Con xe đẹp chưa anh em ơi? Màu xanh nhá. Đi đâu ơi anh? Anh đi đâu ấy? Thuốc á? À? Em không hút thuốc. Anh đi đâu ấy? Anh có nói được không? Anh nghe được không? Anh có cần giúp đỡ gì không? Nhà anh ở đâu? Em không có tiền. Nhà anh ở đâu? Có cần giúp đỡ gì không anh? Sức khỏe nhá. Bye bye. Chỗ này rộng chưa cả nhà ơi? Đi hết thị xã Hồng Lĩnh thì mình sẽ tới với sang bên Nghệ An, sang bên thành phố Vinh cả nhà. Tới thị xã Hồng Lĩnh có mấy anh em tới đón Hoàng cả nhà. Mời Hoàng ly nước này. Cảm ơn nhiều nhá. Trước mặt là Vinh này, sang bên tay phải là chùa Thiên Tượng cả nhà. Cả nhà ơi, sang bên này có cái nhà hay chưa này? Container. Hello cả nhà. Chuẩn bị sang thị xã Hồng Lĩnh rồi. Chỗ này có cánh đồng đẹp trước cả nhà ơi. Đây là một hộp thôi chứ em đi đường nó nặng ấy. Xin anh một hộp thôi. Một hộp à? Dạ ok. À, không, anh có dùng đâu, anh hộp đó. Em cầm đi đó nặng chứ không phải em ngại. Bây giờ anh đi ngược về hướng thành phố Vinh à? Em đi thành phố Vinh. Rồi, em hướng Vinh. Cảm ơn anh nhiều nhá. Di tích lịch sử văn hóa đền Cả, dinh đô quan Hoàng 10. Các bạn sống bao nhiêu năm chắc hẳn chưa biết điều này. Thấy trắng trắng không? Muối đấy. Đi nhiều nó ra mồ hôi nhiều, xong rồi bắt đầu nó khô lại ấy, nó tạo thành muối này. Đây này. Mặn mặn. Nó sẽ là kèm muối, mồ hôi, các khoáng chất, bụi bẩn. Nếu mà các ông trong rừng thì các ông có thể là bổ sung muối bằng cách này. Còn đi ngoài đường ấy bụi lắm, đừng ăn. Vũ Đi Hoàn chuyên gia sinh tồn. Đây đấy, mệt quá mình sẽ ngồi đây mình ngủ 15 phút cả nhà. Ngắm cánh đồng này. Đang ở trên đê cả nhà. Sau khi ngồi được 15 phút đỡ mệt hơn rồi cả nhà. Tiếp tục di chuyển thôi. Phía bên này có công trường đang thi công cả nhà ơi. Cảm ơn bạn nhiều nha. Dạ. Mời xin gái Hà Tĩnh nha. Có hai bạn xin gái đây trên này. Có một bạn xin gái ở
Hà Tĩnh vừa tặng mình cái khăn. Bây giờ thì mình sẽ thử cái độ bẩn của đường phố nhá. Nó bụi má ơi luôn anh em ạ. Hello em. Chào em. Ok. Nhà ơi xem đàn trâu này. Nhiều chưa? Yên bình thật sự. Cái bóng của mình ở nhà ơi. Ở bên này mọi người nhìn bầu trời này. Cảnh vân này. Wow, đẹp quá. Bên này có một vựa cát nữa cả nhà ơi. Mấy anh em ra chỗ nào một đoạn. Cái này. Chỗ này là nước lợ ở nhà nhá. Bởi vì là nó có rất là nhiều cái con cá nhảy kìa. Cả nhà theo. Cả nhà ơi, phía bên này là sông Lam rồi cả nhà ơi. Wow, đẹp quá. Bên này là phía bên này ấy là của Hà Tĩnh, còn phía bên kia là của ở Quy Nhơn. Đấy. Sông Lam chảy. Wow. Cảnh đẹp quá trời luôn. Anh gặp em sao cảm giác anh kiểu muốn khóc vậy? Thương hả? Hello. Ôi. Anh ơi, con này là con cá gì vậy anh? Cá lăng và cá leo ạ. À? Chị ơi cho em hỏi là cái nước này gọi là nước mặn hay nước lợ hay nước lợ? Nước lợ. Dạ. Anh đẹp trai này cho mình nước này. Cảm ơn anh nhiều nha. Có anh đẹp trai cho mình bánh cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ ngồi ăn và mình ngồi đấy nghỉ một lúc. Đẹp quá. Nằm trên bãi cỏ. À. Bây giờ mình dự định mình đi tới đâu là mình trở lại về Cà Mau? Nhà Nam Định. Quê con ở Nam Định. Quê Nam Định à. Còn con làm việc và sống ở Hà Nội. À. Là tới Hà Giang thì xong Hà Giang thì con sẽ về Hà Nội làm việc. À. Nhưng bây giờ dự định mình đi từ đây ra đó là bao nhiêu ngày nữa hay? Dạ không biết ạ. Nhưng mà em đi nay để làm gì? Đi trải nghiệm ấy chị. À trải nghiệm. Trải nghiệm. Một mình nhà có sợ không? Có chứ. Sợ mai. Mình đi đây mình nghĩ mà sợ mai gì? Chị không sợ, chị sợ là chị sợ là nó chẩn lột thôi. Có, đi đường cũng gặp mà. Ừ đó, em phải cảnh cái đấy đấy. Chấn. Sợ nó chấn chẩn lột đấy. Phải không? Đi phải cẩn thận đấy. Như lúc phải không? Còn nghiện đấy. Có gặp cả nghiện cả đập đá luôn. Ừ. Không, đứng lại nói chuyện luôn. Cái lúc mà kiểu em nói chuyện với mọi người ấy, em sẽ rất là kiểu cởi mở. Nhưng mà lúc kiểu nói chuyện người những cái người như vậy ấy. À, mình phải cưng, nghiêm cưng đúng không? Nghiêm khít. Thì nó nhìn mặt em nó cũng. Chị cứ tưởng em là bộ đồ đá đấy. Cứ bay không? Cô đây chị giúp chứ. Đây. Thế là tối nay có thể cho em ở lại nhà chị được không? Ở lại đấy hả? Ở nhà chị à? Dạ. Được. Ôi, cảm ơn chị nhiều nhá. Thế để em bật live stream lên, em gọi mọi người lên đấy bán hàng giúp chị. Chị tên là gì ạ chị? Chị à? Nhưng mà để bên chị ấy nhỉ? Để chị thu xếp mà không nào ấy chứ. Thôi, em ngủ ở ngoài chỗ nào cũng được ạ, à? Không cần phòng đâu. Chỗ nào cũng được. Về hỏi hai để đi cũng được. Đấy, qua nhà cô ngủ. Về nhà cô hả? À? À. Được luôn hả? À, sáng ngủ hai ngang ngang nghe. Ngủ qua cô mà ngủ luôn. Dạ, nhưng mà cô không sợ con à? Không. Nếu con đi thì là ai cũng biết, tại vì sợ gì. Tại vì chị là anh cũng ở nhà. Mấy? À. Ừ, chị ở nhà một giờ nay thôi. Sang nhà cô ngủ được hả? Ừ, sang đây đúng đấy. Sang nhà cô ngủ. Cô tên là gì hả cô? Cô Thừa. Cô tên Thừa thôi. Cô lôi cô một cái nhá. Cô ngủ. Ok. À. À đừng có lên hình cô. Hello cả nhà. Vậy hôm nay mình được ở nhà cô Thừa ngủ cả nhà. Nhà ơi. Cô này. Chị ở đây chị nói cho chị hại, chị biết chị nói chị cho cho cái gì.
Em đi tắm trước đi. Ôi, cô đang làm món gì đấy cô? Cô đang nấu nước đen bún. Mình vô bún thôi. Nha. Ok cô ạ. Ok mời cả nhà nha. Hôm nay thì cô làm món bún nè. Mình với chú đang ăn bún. Nên là giới thiệu với mọi người, cô xinh gái, cô giáo cả nhà. Với thanh niên này giờ rủ mình đi lượn. Giờ đi đâu dai? Đi cái. Đi đâu? Đi Vinh. Đi Vinh nhá? Vào Vinh luôn à? Ok. Chào mừng mọi người tới với cầu Bến Thủy nha. Hôm nay thì mình được anh đẹp trai dẫn đi diệt mồi cả nhà. Vào Vinh. Thế này hai anh em đi này. Anh tên là gì ạ? Chân Tài. Anh Tài đẹp trai 98 cả nhà nha. Cơ động của Hà Tĩnh. Uy tín á. Cầu Bến Thủy anh em nha. Có trường chuyên cả nhà. Hello cả nhà nhá. Bây giờ mình dẫn cả nhà đến 75 Nguyễn Kiêm này. Thế thì... Hello anh em. Chào bro. Hello bro. Chào anh. Ok, chào anh. Okay, dẫn cả nhà vô đây nha. Có chị chỉ cậu. Chị chủ quán xinh gái á. Đang làm món gì đây? Có nhà mình có một tầng là gì? Bên này có một bạn Thu Ngân rất là xinh gái luôn này. Cái chèn cho đá thì nó đưa. Thứ tư là cái chèn. Để em lau cái cam cho đẹp này. Đâu lại, một ai giới thiệu mọi người, chị chủ quán xinh gái này. Hello. Ok, còn tên chị ấy rồi. Mọi người chào cả nhà đi. Chị nhắc tên là chào mọi người. Đây, bạn chủ quán đằng sau đây. Ok, chúc khỏe chị nha. Dạ. Yo. Mời mời cả nhà nha. Về. Hôm nay mâm mình rất là vinh dự là được ngồi với chị chủ quán này. Hello. Bên cạnh đó thì có cả bạn xinh gái này là nướng đồ cho luôn này. Xinh gái ơi xinh gái, có người yêu chưa? Em chưa. Facebook là gì vậy? Trời ơi, hả? Đâu như cân đẹp mắt trên kia. Một hai ba thì mọi người là thành phố Vinh, hay là kia? Ready? Một hai ba thì là Vinh xin chào nhá. Ok. Một hai ba. Vinh xin chào. Từ lại. Ăn chưa ăn cơm, ăn cơm khỏe lên. Một hai ba. Vinh xin chào. Ok. Phó là Dương Minh lên nè. Rồi được. Một hai ba. Vinh xin chào. Trộm mặt á. Hồi nãy thì mình mệt quá, mình xin anh em về trước cả nhà. Bây giờ đang ngủ ở trên giường đây. Cả nhà ngủ ngon nhé.